Chào buổi sáng cả nhà. Ok, có bạn hỏi mình là chị ơi, làm sao để mà học nhanh nhớ lâu mà không có quên chữ, không có quên cái này cái kia. Mình trả lời cho các bạn nha, cái cách học nhanh nhất á đó là bạn đi dạy lại cho người khác. Dạy lại cho người khác có nghĩa là sao? Bạn không phải là thành giáo viên cái gì, nhưng mà sau những cái mà mình học, bạn bạn học từ online, bạn học từ bạn bè hay bạn học từ thầy cô, bất cứ ai, để thể để biết được là mình có hiểu rõ cái mà mình học hay không á. Bạn chỉ việc dạy chia sẻ lại thôi. Dạy thì nghe nó quá, nhưng mà chia sẻ lại, nếu bạn chia sẻ lại nhưng mà người ta hiểu á thì có nghĩa là bạn đã hiểu cái bạn học rồi đó. Ví dụ như cái mình đang làm bây giờ cũng là một hình thức mà mình ôn bài vậy đó. Những cái mình học được của mentor của mình, thầy của mình, những người mà giúp đỡ mình á, mình học. Và bạn biết là cái một cái lượng kiến thức á, một ngày nó rất là nhiều, cái đầu của bạn chỉ nhớ được 10% những cái mà bạn có cơ hội học thôi, còn 10% còn 90% còn lại á, bạn bắt buộc phải dạng như là làm cho cái bộ não mình nó thành một cái thói quen á. Mình nói ví dụ như bạn học a bờ cờ ngày xưa đi, a bờ cờ ngày đầu tiên bạn đâu có nhớ đâu, đúng không? Ngày hôm sau cô bạn lại nói lại, nói đi nói lại, và sau khi bạn lặp đi lặp lại ở nhà rồi xong, bạn cứ nhẩm đi nhẩm lại. Đó là cái cách đó bạn, khi mà bạn nhẩm lại, hoặc là khi mà bạn cố gắng dạy dạy lại cho người khác, chia sẻ lại cho người khác cái kiến thức mà mình học được, đó là cách nhanh nhất để bạn học. Và tất nhiên là ngoài cái chuyện chia sẻ lại với người khác, bạn còn thực hiện cái kiến thức đó trong thực tế nữa. Tại ví dụ như mình có thể dạy các bạn cái cách thức làm giàu của người giàu hay người này người kia, nhưng mà đến cuối cùng bạn không có áp dụng nó cho bản thân mình, bạn không có dùng nó cho thực tế thì bạn đâu có, nói chung là bạn không có tiến bộ được, bởi vì kiến thức nó ở trong đầu thì nó cũng quên thôi. Giờ mình nói sơ sơ lại, bạn có nhớ hồi xưa bạn đi học cô dạy với bạn cái đó gọi là gì, cộng trừ nhân chia rồi hả, phép tính phép nhân này kia kia nọ, bạn có thực sự dùng bây giờ hay không? Trừ cái chuyện là đi ra tính tiền, uống trà sữa hết nhiêu tiền, đi ăn hàng hết nhiêu tiền, chứ còn lại mình thấy đa phần mình chẳng dùng những cái kiến thức gì trong trường hết. Đơn giản là bởi vì mình không dùng nó hàng ngày, mình không dạy lại cho người khác, cho nên cái đầu của mình sẽ không nhớ. Cho nên trả lời câu hỏi của bạn rất là đơn giản, bạn chỉ việc học một cái gì đó. Ví dụ như hôm nay bạn coi cái video của mình, bạn đi ra ngoài kia bạn gặp ngay bạn của bạn, một người nào đó mình không còn biết, xong rồi bạn nói với bạn của bạn: ô hôm nay tao mới học được cái này hay lắm, để tao chia sẻ cho mày nghe. Xong rồi bạn nói: mày có biết á hả, chỉ cần mày đi giải thích lại cho người khác những cái mày học là như vậy là mày sẽ nhớ lâu hơn. Bạn tin mình đi, mỗi ngày bạn chia sẻ 1%, 1%, 1%, tự nhiên đến một ngày bạn không hiểu tại sao bạn lại thông thái như vậy luôn. Có nghĩa là cái kiến thức gì bạn cũng có, kiến thức gì cũng có, nhưng không phải là kiêu ngạo theo cái kiểu là bạn là trùm, bạn là cái gì bạn cũng biết hết. Nhưng mà mình đang nói đến kiến thức, những cái kiến thức cơ bản nhất mà bạn có thể giúp được bản thân mình. Ngoài cái chuyện giúp bản thân mình xong thì bạn có thể giúp được người khác bằng cái chuyện chia sẻ cái đó, bởi vì nó sẽ hữu ích, bạn không biết được. Và khi bạn chia sẻ, người khác sẽ chia sẻ ngược lại với bạn. Khi hai người chia sẻ với nhau á thì cái lượng kiến thức nó mới đồ sộ hơn, thì khi đó bạn mới biết được là hả, ồ thật ra có nhiều cái mình không biết á, mình tưởng là mình biết mà mình không biết. Mình cũng vậy á các bạn, mình đi gặp bạn bè này nọ, mình lúc nào mình cũng phải lắng nghe trước, tại vì bạn biết lắng nghe nó khó hơn là hả, lắng nghe là cái kỹ năng nó khó hơn là bạn nói. Bạn phải biết nói chuyện thì dễ, nhưng mà lắng nghe nó rất là khó. Sau khi bạn lắng nghe xong thì bạn sẽ học được một cái gì đó từ cái việc lắng nghe đó. Và khi bạn chịu chịu hạ mình xuống, khiêm tốn xuống để mà biết được là mình không biết nhiều thứ á, thì khi đó thì bạn mới thành công được. Thành công cũng tùy nữa, có nhiều người người ta cần nhiều hơn để thành công, cũng có nhiều người người ta ít ít người ta cũng đã gọi là ồ mình biết chừng này thì mình cũng đã là giỏi rồi, nên cũng tùy nữa. Nếu như bạn cảm thấy bản thân mình mà hả muốn học mà nhanh nhất á, thì đầu tiên bạn phải chọn lọc kiến thức nữa, cái kiến thức mà bạn muốn học nữa. Chứ ví dụ như mình rất là ghét số không, nhưng mà bây giờ mình làm kinh doanh đầu tư, mình toàn hàng ngày mình phải gặp số thì mình rất là ghét. Nhưng mà nếu trong đầu mình cứ nói mình ghét 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 thì mình đâu có kiếm ra tiền được đâu. Mình là cái, bạn biết là online nó có rất là nhiều cái bài test để cho bạn biết bạn là người thiên về giao tiếp, hay là bạn là người thiên về chữ số, hay là bạn là người thiên về
thể thao, hay là bạn là người thiên về thể thao, hay là bạn là người thiên về organize là gì đó tiếng Việt, nề nếp ngăn nắp. Cho nên mỗi người á, mình có một cái đầu riêng, có cái khả năng riêng, có cái món quà của tự nhiên tặng cho bạn riêng. Bạn không thế nào mà không hát hay mà bạn muốn làm ca sĩ được hết á. Tại vì những người mà hát hay mà làm ca sĩ, diễn viên, tất cả những người đó họ sinh ra họ đã có cái tài năng đó rồi. Tương tự như như bản thân mình biết rõ được là mình không phải là một người có con số thì sao, làm sao để mà chống chọi lại cái việc đó. Có nghĩa là mình không tập trung vào cái việc học con số nữa, mình sẽ tập trung vào cái việc đối ngoại của mình. Mình đi ra mình tìm deal, mình đi ra mình gặp gỡ mọi người. Tại vì đến cuối cùng á, không phải là bạn bán cái gì hay là bạn mua cái gì, mà đến cuối cùng vẫn chỉ là con người, giao tiếp với con người để hoàn thành bất cứ một cái deal nào. Thì tương tự như vậy, nếu như bạn chưa có biết được là mình giỏi ở cái gì á, thì thử nhiều nữa. Càng lúc bạn càng thử nhiều, bạn sẽ biết được bạn giỏi cái gì, bạn giỏi cái gì khác với bạn thích cái gì. Cái bạn thích chưa chắc cái bạn giỏi, cái bạn giỏi chưa chắc là cái bạn thích. Nhưng mà chỉ ít bạn biết bạn giỏi cái gì rồi, thì để bạn tìm cái mà mình làm giỏi nhất đó, để mà bạn trau dồi cái khả năng của mình lên bằng cách là học những cái kiến thức đó. Bạn hiểu không? Tại vì bạn giỏi cái gì đó bạn học cái đó rất là nhanh, nhưng mà bạn không giỏi cái gì đó là bạn học suốt cuộc đời của bạn, bạn học bạn cũng rồi sao nữa? Bạn vẫn học được, mình không nói là không, nhưng nó sẽ chậm hơn những người mà đã sinh ra là thiên tài thiên bẩm cho cái ngành đó rồi. Ok, và như thường lệ đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của mình đừng có quên đặt câu hỏi ở dưới nữa, mình sẽ trả lời câu hỏi các bạn mỗi ngày khi mà mình có thời gian như vậy nè. Suy nghĩ cũng không phải suy nghĩ nữa, nhiều bạn trả hỏi mình có thể trả lời được liền, chỉ là mình trong lúc mình đọc câu hỏi đó thì mình đang ở ngoài đường hoặc là mình đang làm việc của mình, nên mình phải đợi về nhà hoặc là trong cái thời gian mà chỉ có mình với cái điện thoại để mình chia sẻ, nó focus hơn, tập trung hơn cho các bạn. Ok, bye.